À, các bạn hôm nay mình sẽ ăn món canh bánh canh ngọt nha, bánh canh ngọt kiểu hồi xưa đó, bà cố hay làm á. Mẹ múc ra nha. Rồi bây giờ mẹ múc ra nè. Bây giờ mình xem lại công đoạn từ đầu tới cuối nha. Có nước cốt nữa nè, chan lên nữa là xong. Mình nấu lỏng ngay lát nó vừa xem. Dạ. Mình nấu đặc lát nữa nó đặc cứng. Rồi các bạn bây giờ mình cắt một ít lá dứa vô làm bánh nha. Tối rồi ha. Cắt. Rồi, giờ các bạn. Rồi, đủ rồi đó. Lễ Tết lễ mùng 5 tháng 5 bà cố hay nấu, rồi rằm tháng 7 cố hay nấu, mẹ nhớ hoài. Các bạn, đây là bánh canh ngọt mẹ nói hồi xưa bà cố hay nấu. Thì đây là cái nước đường ha. Cái nước này bên trong có gừng không ạ? Đường đó con, đường với lá dứa. Có đường chứ không phải gừng hả? Đường gì? Đường thốt nốt hay đường tán? Đường thốt nốt nè. Thốt nốt thứ này nè. Thấy vàng vàng tưởng gừng. Nấu như hồi xưa á. Các bạn. Xưa nấu bằng đường tán, bằng thùng chứ đâu có đường cát. Giờ bằng đường thốt nốt. Bỏ lá dứa vô thơm kìa ha. Chặt đường dạ. Vậy là chỉ nước đường thốt nốt với lá dứa ha. Rồi, lát nữa làm nước cốt đi một chang. Chang nước cốt lên ha mà. Bác ơi. Sư Hùng xuống coi bà nội nấu chè nè. Nấu bánh canh nè. Sao, con kêu ba gì không? Ơi. Ba. Hả? Con lấy chiếc cơ ba con bay. Trời, con vô trọng chơi máy bay đi. Thôi. Chứ sao? Ba lên ba bay. Ba mắc làm chuyện rồi. Sẽ ba làm chuyện. Chút ba làm xong ba lên với con nha. Thôi ba lên đi. Chút nữa hả? Không. Đấy vậy mà. Nước dừa. Nước dừa hả? Nước dừa bỏ tủ lạnh không? Tủ lạnh. Sao hồ ngửi nước dừa gì kỳ vậy? Chứ mà mình nạo mình để gì? Dừa gì kỳ vậy? Mình để nó chua. Mình phải... nói nước dừa gì kỳ vậy? Xong nó không có nước. Mình bỏ tủ lạnh cho nó đông lại. Thì hồng xích ra có dao đó. Để cho nó đông đặc lại, giờ mình chặt ra. Tan để bảo quản hả? Chứ mình mà để nó lâu nó chua đó con. Dạ. Cũng như để trong vài tiếng đồng hồ là nó bị thiêu á. Dạ. Giờ mẹ thắng hả? Còn nồi nước này làm cái gì mà? Nước để luộc. Ăn cũng như mình làm một xong mình bỏ qua nước luộc. Dạ. Các bạn, bây giờ mẹ quậy nước cốt ha. Xíu nói gì vậy ta? Mẹ bỏ gì trọng nữa mà? Bột hả? Mẹ bỏ một tí muối, một tí bột. Có đỡ được không ạ? Không. Rồi, tí muối cho mặn mặn phải không? Ừ. Bột ra cho sánh nè hả mẹ? Ừ, cho nó sánh. Bột có bột gì mà? Bột năng. Chứ không có bột năng, lấy bột khác nữa không? Bột khác được. Rồi xong rồi đó. Bột cho nó. Dạ. Cho nó sạch sạch hả các bạn? Ừ. Rồi vậy xong rồi. Giờ mẹ đi nhồi bột nha. Rồi. Bảo chị Thẩm mới về hả? Cho gì vậy? Cho ba cua gạch son. Mẹ làm ba cua gạch son mà nó cột con dây này nè. Con dây này nó cột là chắc cũng... Rồi. Thân một phần tư con cua. Cua gạch son à. Rồi các bạn thấy con cua gạch son nó vàng khè mà ha. Của thiên nhiên á. Cột dây lạc dừa mà còn cái này không nước cái này nó giống như con quái vật vậy đó, phải cột cái đó chứ không bị buông. Cột con cua mà thấy ghê quá. Nó cột đang chưa nó cái nữa. Rồi, các bạn coi mẹ làm bột ha. Mẹ có pha bột gì vô không? Bột gạo thôi, mẹ chỉ thấm bột áo hoặc là bột năng thôi. Vậy là bột gạo không ha. Thấm tay á. Dạ. Đã 200 g bột thôi. Tối rồi, hồi nãy mẹ cũng có làm bánh bò nữa, ăn không biết. Bánh bò nè, bánh thay. Bánh bò. Bánh bò đi. Mẹ quay bột các bạn. Quay bằng nước sôi nha mẹ. Nước sôi nè con. Mình nhớ đổ từ từ. Quay một nửa nước sôi xong rồi mình quay nước lạnh cho phát mẹ. Đúng rồi. Dạ. Thấy giống mấy cái đợt làm bánh trước. Đúng rồi. Chứ mình quay nhiều nó mất lầy á. Dạ. Nếu mà mình làm bằng bột nếp được không mẹ? Bột nếp hả? Bột nếp mà chưa làm thử hả? Chưa làm. Cái món này là hồi xưa hồi xưa phải không? Bột gạo. Ừ. Bánh gì? Bánh canh. Bánh canh bà cố. Bà cố hay làm vào ngày 5 tháng 5. Ngày 5 tháng 5. Bánh canh thì mày lấy cua vô làm bánh canh cua luôn. Không, này bánh canh ngọt. Bánh canh đường với nước dừa.
chứ không phải bánh canh cua. Thì bánh canh này con nấu mặn thì cũng vậy đó. Sơn có muốn nấu mặn thì mẹ nấu mặn cho. Thôi, nấu canh ngọt đi. Chị Thẩm đang cán bánh các bạn. Cái nào bắt con lửa cua nhiều quá hả? Anh bảo xuống tắt là cơ này. Cơ chín chứ, còn cái nhỏ lại. Chiên da bánh bánh bột hả? Da hủ tiếu. Chiên da hủ tiếu. Các bạn mà ngắt sẵn mấy cục nè, các bạn sẽ cán nó ra. Nè con thấy nha. Nếu mình không dò bằng nước nóng thì nó đâu có được như vậy, thấy không? Nó đâu có được như vậy. Nó dẻo mà nó như cục đất sét. Cho chị Thẩm cán nó ra nè. Con thấy không? Như chưa đất sét vậy. Dẻo nhẹo hơn. Bảo ăn bánh bò hả? Ăn dữ vậy? Lâu lâu ăn một bữa ăn đi. Chứ đâu có mấy ngày. Hôm nay chờ lâu lắm mới được ăn rồi. Làm xong chó nó không? Làm xong chó đó. Rảo đây làm bánh bò quá trời đăng lên mà không thấy cái bánh bò nào hết. Nay làm cho mình ăn luôn á. Nay mẹ làm riêng cho anh Bảo. Con làm mấy cái trước nè. Rồi mẹ bỏ vô hấp, bỏ luộc rồi các bạn. À, cái này luộc cũng chắc cũng chín nhanh thôi mà thấy nó cũng mỏng rồi. Nhanh đó nè. Sôi lên là chín. Chờ sôi bùng lại ha. Đụng vô nó dính nó gãi. Gãi hả? Ủa sao cái này gãi nữa hả? Tại vì nó chưa chín á, mình đụng cho nó gãi. Dạ. Để cho nó chín. Nó chín rồi nó dẻo không có gãi. Mình lấy đôi đũa. Chứ không quậy gì nó. Kháo vậy. Ba mở hình nó đừng bấm vô nha. Ba quay phim nó. Nó kháo. Đây cua ra. Mọi người tưởng lầm là đang làm bánh canh cua. Cái này nó bánh canh cua. À này mình làm bánh canh ngọt các bạn. Bữa này gỏi thịt ra nó có nhanh. Dạ hả? Ba dữ quá mà. Chín nha bạn. Chín rồi nè con. Rồi vớt ra. Vớt mà bỏ qua bên đường. Rồi giờ xong món bánh rồi đó các bạn. Đây, nước đường đã sôi, tài liệu ha, ở dưới nè. Rồi, vớt ra các bạn. Đây, xong được nồi ha. Đến ngày à. Con thấy ngon không? Đó, này bỏ bớt ra dưới đó hả mà. Nè bỏ bớt ra này, nãy giờ. Nó ra nước rồi phải không? Nãy giờ nấu thơm rồi sao? Dạ. Rồi bây giờ lấy tô múc ra ha các bạn ha. Mình nếm cái cây ngon ha. Chị Thẩm đang học món bánh canh hồi sữa hồi xưa của mẹ. Rồi xong hả mẹ? Mẹ cho nước cốt này xem. Dạ. Đây nước cốt đây nè xem. Rồi nè. Rồi hấp dẫn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Tạm biệt. Và hẹn gặp lại.